Xin chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén và đang dịch chuyển dần xuống phía Nam, nên trong chiều tối và đêm qua tại Bắc Bộ, thời tiết đã có sự chuyển biến. Những cơn mưa rào và rông xuất hiện đã dần xua tan đi bầu không khí oi bức. Dự báo trong hôm nay, rãnh áp thấp có trục ngang qua các tỉnh Bắc Bộ, tiếp tục gây mưa rào và rông trên diện rộng, chủ yếu sẽ tập trung vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng. Ban ngày trời sẽ nhiều mây hơn và xen kẽ những khoảng có nắng gián đoạn. Nắng nóng tại các tỉnh thành miền Bắc sẽ chấm dứt hoàn toàn, nhiệt độ quay lại ngưỡng mát mẻ, phổ biến trưa chiều nay chỉ trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Nằm ở rìa phía nam rãnh áp thấp, nên hôm nay nắng nóng tại các tỉnh miền Trung cũng suy giảm và chỉ còn xuất hiện ở vài nơi. Các tỉnh phía Bắc như là Thanh Hóa, Nghệ An, mặc dù mưa không nhiều nhưng trời nhiều mây hơn và nền nhiệt cao nhất không vượt quá ngưỡng 34 độ. Các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Bình Định, mưa rào và rông chỉ còn xảy ra ở vài nơi vào thời điểm chiều tối. Ban ngày trời vẫn nắng nhiều, với mức nhiệt cao nhất từ 33 cho đến 36 độ. Riêng các tỉnh ở phía Nam khu vực từ Phú Yên trở vào chiều tối sẽ có mưa tăng dần, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực này cũng chỉ từ 31 cho đến 34 độ. Những ngày vừa qua mưa rông trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phân bố không đều và chủ yếu chỉ xảy ra vào thời điểm chiều tối là chính. Tuy nhiên từ ngày hôm nay, đới gió Tây Nam hoạt động mạnh hơn sẽ khiến cho mưa tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tăng lên cả về diện và lượng có nơi sẽ có mưa vừa, mưa to và rông. Những cơn mưa không chỉ xuất hiện vào chiều tối mà có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Trong mưa rông, quý vị và các bạn cần cảnh giác với các hiện tượng lốc xoáy, rông xét và gió giật mạnh có thể xảy ra. Cùng với đó, lượng mưa lớn cũng sẽ làm tăng nguy cơ ngập úng ở những khu đô thị đông dân cư, gây khó khăn cho hoạt động giao thông ở khu vực. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Mời quý vị theo dõi. Ngày hôm nay, bầu trời thủ đô Hà Nội sẽ duy trì trạng thái nhiều mây, đôi lúc có những khoảng nắng đan xen Tuy nhiên với cường độ không mạnh nên nhiệt độ cao nhất chỉ tăng lên mức 33 độ. Sáng sớm gió thổi nhẹ, nhiệt độ ở vào khoảng từ 25 cho đến 26 độ. Thời tiết khá thoáng đãng và mát mẻ. Trong ngày những cơn mưa rông có khả năng xuất hiện và chủ yếu sẽ xảy ra nhiều hơn vào thời điểm chiều tối và đêm. Kiểu thời tiết thế này được dự báo sẽ còn kéo dài trong một vài ngày tới. Và để đối phó với những cơn mưa rông bất chợt có thể xảy ra, khi lưu thông ngoài trời, quý vị và các bạn đừng quên mang theo những vật dụng che mưa. Nằm trong xu thế thời tiết chung của khu vực, thành phố biển Hải Phòng cũng khá nhiều mây, những cơn mưa rào và rông có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên trong chiều tối và đêm nay mưa sẽ lại tăng hơn, những cơn mưa nặng hạt trong thời điểm này sẽ làm cho đường trơn trượt, gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động giao thông đô thị. Ngoài ra thì vùng biển ven bờ cũng xuất hiện thời tiết xấu với mưa rông và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho các hoạt động của tàu thuyền. Vì vậy để đảm bảo an toàn bà con ngư dân nên hạn chế ra khơi trong những ngày này. Nhiệt độ tại thành phố trong hôm nay sẽ không vượt quá ngưỡng 32 độ. Ban đêm độ ẩm không khí có thể đạt mức 95%. Xuống đến thành phố miền trung Đà Nẵng, ngày hôm nay trời có nắng xen giữa những khoảng nhiều mây nên nhiệt độ không có điều kiện tăng cao. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dao động từ 33 cho đến 34 độ và đến chiều tối khả năng sẽ có mưa rào xuất hiện. Ban đêm trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 26 độ. Thời tiết nhìn chung vẫn thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân thành phố và bà con ngư dân có thể khai thác hải sản bình thường ở vùng ven biển trong hôm nay và một vài ngày tới. Thuộc khu vực Nam Bộ nên thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhiều mây hơn, mưa rông có lượng dự báo sẽ tăng vào lúc chiều tối và đêm nay. Khả năng ngập úng trên những tuyến đường trơn trũng thấp là khá cao, do vậy quý vị và các bạn nên lựa chọn cho mình những lộ trình lưu thông phù hợp. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố sẽ trong khoảng 33 độ. Sáng và đêm nhiệt độ dao động ở quanh mức 25 độ, cùng độ ẩm không khí là 70 cho đến 92%. Như thường lệ, điểm dừng chân cuối cùng sẽ là thành phố Cần Thơ. Thời tiết duy trì nhiều mây kèm theo những cơn mưa rào và rông bất chợt trong ngày. Từ khoảng trưa chiều những cơn mưa có lượng khá sẽ xuất hiện và có thể kéo dài cho đến tối. Nền nhiệt tại đây khá mát mẻ cùng độ ẩm không khí cao. Tuy nhiên cũng giống như thành phố Hồ Chí Minh, những cơn mưa rông nặng hạt rất có thể sẽ xảy ra vào thời điểm tan tầm. Quý vị và các bạn nên lưu ý và sắp xếp lộ trình lưu thông phù hợp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.